Ở bên đó người ta đang đốt đồng. Ghê, khó lên nhìn ghê. Đúc gươm. Ông đang cầm cây mồi lửa đó, mồi từ công này qua công kia. Trời này mà đứng giữa đám mùng đã lắm ạ. Đốt nhiêu công? Lần gãi đã luôn rồi, bây giờ khỏi gãi ha, cầm cây kéo à. Dạ, đốt theo luống rồi. Dạ, tại đất hôm nay lúng có lúng chứ thấy là mua được 40.000 công á, tao lấy gom á 40 hả? Ở trển có gì 55 thì to đó. cò luôn đó hả? Cò bót á, cò bót Bữa con hỏi ông xe cuốn á, cò bót á thì vậy xe là có bốn cuốn chục rồi rồi phải đó. không? Ừ, cò chấm nữa giờ mà cái gì cũng phải có cò hết chứ. Nó mua nó làm gì chú biết không? Rồi còn tưởng đâu nó đưa trùng vô mấy cái bã mía nó làm gián ép. Dạ. Dạ. Khô cho bò ăn. Dạ. Nó đi theo ông chở tôi tuốt lên đầu đường ấy, thì loại bộ xuống đây lấy xe. Lăm tới rồi, chảy nước rồi. 15 tây này. Dạ, 15 tây á, hỏi một mũi á. Dạ. Nay 29 nè.
Trời này đốt đã. Khói đầy trời. Chân gom nó xì nghe nhiều quá tiện bắn. Đốt gà chứ là. Này máy nó xuống không được nó bỏ đúng không? À. Dạ. Gốc gà nó xì chéo chéo nghe gì qua tiễn kìa. Khói mình chờ luôn. Lúc gà còn tư quá cháy không nổi. Nổ chạy 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 chạy.